làm cái thông Noel từ hộp giày à? Cái này tôi làm được nên là phải thử thôi. Chúng ta sẽ cần rất là nhiều hộp giày như thế này này. Máy thế tôi lại không có gì ngoài hộp giày. Vậy thì bây giờ xếp thôi chứ còn đợi chờ gì nữa. Đấy, nói chung là rất nhiều, khủng bố tá tràng luôn. Giờ thì bắt đầu xếp hình. Nhìn thì cũng ra được một cái bộ khung nhưng mà không giống cây thông Giáng sinh lắm. Bây giờ chúng ta sẽ trang trí thêm những đôi giày vào nữa. Để thêm một cái thảm cho nó đẹp. Đó, quá là hợp lý luôn. Anh nhìn đây, một cây thông lấp lánh. Nó sinh một vẻ đẹp rất là hỗn loạn. Nói chung là ông nào mà có cái cây thông nào mà như thế này thì cứ phải gọi là run chơi luôn. Nói chung thì cũng chỉ gọi là nghịch một tí để mà đón Giáng sinh. Còn anh em thấy sao nhỉ? Được không nhỉ?